xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày từng phút giây êm đềm của người ơi, kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làng quê. Từ khi vào lính rồi lành xa buộc vui, ngày nào toàn câu giang dối, tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa quê cũ. Vâng, em xin chào các bác nhé. Vừa rồi thì các bác được nghe qua một đoạn sơ âm đến từ cái con dàn mini là em đang phối giữa con X7A kết hợp với cặp Onkyo L7X. Đấy. Với cách phối này thì thứ nhất về mặt giá thành thì các bác có một cái phân khúc dưới khoảng 3 triệu. Đấy. Về mặt chất âm thì không kém cạnh thì những cái bộ dàn tầm khoảng 4-5 triệu, thậm chí còn nhỉnh hơn. Đấy. Hình thức thì mời các bác nhìn qua này. Đấy. Tuyệt vời đúng không các bác? So một con hàng bãi thì bộ này em nghĩ là quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy. Đây. Còn nói chung thì hàng bãi thì nó cũng khó tránh khỏi là cái chuyện nó hơi bụi bặm tí hay là nó sơ sát nhẹ một tí, đúng không các bác? Đấy, nhưng mà mặt bằng chung mà nói thì đây các bác nhìn con mặt hàng cái bộ sản phẩm này quá tuyệt vời đấy. Ví dụ nó mất vài chỗ này thì nó cũng chỉ là cái cơ bản thôi nhá, lại mất một vài chỗ cơ bản thôi. Nó cái chỗ này thì các bác chấm tí thì keo vào là ok, còn không cơ bản em nghĩ là cũng để nguyên thôi, không cần phải gọi là làm gì cả. Bởi vì hàng bãi thì mình để nó mộc mạc một tí thì cảm giác nó cổ hơn các bạn đấy. Còn đấy là cá nhân thôi, còn vị bác nào mà thích kiểu gọi là hàng nó phải bóng bẩy lên thì ok, các bác có thể là cho chút lại qua tí, mình có thể vệ sinh lau lại một tí đấy. Còn nếu nghĩ chắc chả phải lo đâu, bởi vì em đây các bác nhìn này, nó rất là đẹp rồi, em lau rất là sạch đấy. Con này thì bát sử dụng ở đây là bát 13 màng carbon, và gân của nó là dòng gân vải các bác nhá. Đấy, mà đặc biệt của nó là gân vải này là gân vải xếp nhá, chứ không phải gân vải thông thường. Đấy, thế là cái tiếng bát đánh nó sẽ mềm hơn và đánh nó sẽ có lực hơn. Đấy, và đặc biệt là với cấu hình bát này thì các bác nghe rất là bền đấy. Đấy, nó không những dòng gân cao su, ví dụ gân cao su thì nghe ví dụ là nó tức là nghe nó, hoặc là các dòng gân khác bị xốp mút các thứ thì nghe qua quá trình thời gian thì nó sẽ cũng có chế độ, tức là cái độ hư của nó, nhưng mà so với những dòng gân này thì nó sẽ bền hơn đấy. Và cái màng carbon nó cũng bền hơn. Tép của dòng này nó là dòng chép đom quá nhá, đây rất đẹp. Thông hơi của dòng đời 7 này thì nó sẽ đặt phía dưới loa này đấy, đặt phía dưới của con bát này đấy, nhìn nó đẹp hơn và tiếng nó ra nó cũng sẽ hay hơn đấy. Về kích thước thì như em đã nói thì bát ở đây là bát 13 đấy. Còn kích thước của vỏ loa thì rộng là 16.5, tức là cái chiều rộng này đấy nó là 16.5. Sâu của nó, con loa này nhá, là tính không căng là 23.5, còn tính cả căng thêm một phần nữa đấy. Đấy là về kích thước của vỏ loa đấy. Còn công suất của máy thì là rộng là 20, tức là chiều rộng của máy này là 20, sâu này là 32, tính kịch volume 32.5 là kịch volume nhá. Đấy. Về chức năng thì nó có cái gì? À, chiều cao của con này thì nó rơi khoảng là 13.5. Đấy, 13.5 đến 15. Cái kích thước này thì nhiều bác các bạn là các bác thích kiểu là để loa một bên và cục này các bác đưa xuống cái khay ở bên dưới tủ. Thì tại vì sao đọc thêm cái chiều cái kích thước chiều cao để làm gì, để các bác sẽ hình dung được là những cái khay tủ mình sẽ cho vào rất là vừa và rất là đẹp. Đấy. Dòng X7A này thì màn hình của nó là chữ xanh quá nhá, rất là đẹp.
Đấy, volume thì sẽ cực đần tay rồi. Mặt nó là mặt dòng nhôm phay, à nhôm nhôm phun sơn tĩnh điện. Về chức năng thì con này sẽ có là đa chức năng. Đấy, ở đây thì có MD này, có CD này, có kết nối smartphone này. Đấy, kết nối với cả máy tính này. Đấy, TV, điện thoại, nói chung là đa chức năng. Tuy nhiên thì cái CD và MD này thì em không bao chạy hai cái này. Đấy, và CD ở đây thì hiện tại thì em test thì cơ ra vào thì vẫn rất là mượt này. Đấy, cơ ra vào rất là mượt, nhưng mà mắt thì nó hơi kém tí rồi. Đấy, thì bác nào mà gọi là hay thích nghe CD nhá, thì gọi là mình về mình kiểm tra lại mắt xem, nếu mắt nó kém quá thì thay. Còn nói chung thật quá, bây giờ không ai người ta nghe CD mấy đâu. Hoặc là họa may chăng thì có một bác hai bác thôi. Thì nếu mà có nghe thì các bác cứ dùng đĩa xịn cho em nhá. Đi mua cho em cái đĩa xịn mà dùng, chứ đừng dùng bài đĩa cũ đĩa mốc test vào. Thật các bác là các bác có thay 10 cái mắt thì nó vẫn cứ hỏng luôn. Đấy, thế là về bác nào mà thích nghe CD thì về mang thợ người ta thay mắt mới cho, còn không thì em nghĩ là chả cần đâu. Bởi vì trên điện thoại bây giờ cái nhạc đây này, cái nhạc ở trên YouTube bây giờ người ta làm rất là tốt các bạn. Đây, cái nhạc có vào điện thoại nha, thì cái này em nghĩ chắc ai biết rồi, có vào YouTube này. Đấy, nhạc trên này nó không thiếu. Và nếu bác nào mà thích kiểu chưa biết trang nào nhạc hay nhé, thì có thể vào những cái trang nhạc như là Thanh Tâm Bolero đây này. Đấy, nhạc này rất là hay, cái trang này em thử rồi, rất là nhiều nhạc hay và nhạc họ rất là chuẩn. Đấy, ngoài ra thì mình có thể nghe mấy cái bản nhạc hải ngoại. Đấy, thì nó hay không kém gì CD. Đấy, rồi cụ thể thì sau đây em sẽ test luôn cái đường điện thoại và đường quang các bác nhá. Đấy, thì ở đây em sẽ test đường điện thoại trước này. À rồi, tiện đây test quang luôn nhá. Ở đây thì nó có input này, thì mình sẽ chuyển cổng này. Đấy, điện thoại thì nó sẽ có một, thứ nhất là cổng line này, cổng tape này và cổng CDR. Đấy, thì ba cổng này các bác cắm cổng nào thì nhớ chuyển về cổng đấy cho em, được chưa? Phía sau nó sẽ có cái jack AV em hướng dẫn rồi đấy, đây. À, đây là cổng quang nhé, quang thì có hai cổng, nhớ cổng in cho em nhá, cắm quang vào cổng in. Bên cạnh đây là cổng subwoofer này, thì bác nào thích sau này muốn thêm tiếng trầm thì cắm vào đây. Còn đây là có line tape CDR, cắm cổng nào thì nhớ chuyển cổng đấy cho em, được chưa? Cầu loa thì kẹp theo với trái với loa trái với phải với loa phải, rất dễ rồi. Ok, em đang có cổng line đúng không ạ? Chuyển được cổng line này. Đấy, còn ví dụ nghe quang đây, chuyển về chế độ digital này. Đấy, digital nhá. Đêm nữa vầng trăng về làm trăng. Bát đánh rất là căng các bác nhá. Lối xưa đông mùi ước vòng đến người bàn tay trong tay. Đêm trăng quen thương, tôi dấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi thảm đêm gác xuống, tôi kể chuyện thì đấy là đường quang. Thì thực ra là cái đường quang này là em cũng mở ngay từ đầu video rồi, các bác nghe cái bản nhạc đầu tiên đấy, đấy là chính nhạc trên đường quang đấy, à, kết nối từ TV xuống đấy. Đấy, còn đây là nhạc từ điện thoại này. Đây là nhạc trên điện thoại của anh nhé. Ngân khúc hát sầu vương, hoa giang tim được nhung nhớ, hoa còn đây mất.
lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc nuối. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Chuộc đời không là mơ như lời thơ ngày đó, chương đời ôi lắm nuối trôi. Băng lãng hoa tím buồn trên con đường giờ đây, anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường, anh đến mong tìm bóng dáng thân cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dở dang, chưa yêu đã lỡ làng. Vâng, đấy thì vừa rồi là các bác nghe nhạc trên điện thoại đúng không các bác? Các bác thấy hay không? Em thật quá tuyệt vời luôn nhá. Đấy, nhạc trên smartphone không kém gì gọi là nghe nhạc ở CD luôn. Đấy. Vâng, đây thì dàn này thì loa về là có cả căng đầy đủ các bác nhá. Đây, hai căng đây nhá. Đấy, hai căng đây. Đấy. Hai căng cho các bác. Ok. Đấy thì giá của bộ này vâng. Bộ này nhá thì bình thường của nó ấy, thì cặp loa này lời bếp của nó này thì giá nó sẽ là 1.500.000 một cặp này. Đấy có những bộ nhỉnh hơn nó rơi khoảng 1.600.000. Đấy, đấy là về riêng dòng loa LX là đây, dòng này dòng loa rất là xịn luôn nhá. Dòng loa cực kỳ chất lượng luôn đấy. Có X7 thì là có X7 trơn và X7A thì các biết rồi ạ. X7A nó là bản cao cấp hơn. Đấy, tiếng nó sẽ hay hơn. Đấy thì cục này nó sẽ dao động khoảng là 1.350.000 khoảng 1.400.000. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay nhá, nếu bác nào đấy chọn combo này nhá. Đấy thì em sẽ để cho bác cực kỳ ưng ý luôn này. Bác nào đấy chọn combo này thì giá của nó sẽ là 2.250.000 vâng. Đấy. Duy nhất trong ngày hôm nay nhá. Đấy là 2.250.000 cho một cái bộ sản phẩm này. Đấy. Mọi thông tin liên hệ đặt hàng thì gọi cho em qua cái số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, em mời qua nhìn qua hình thức lại một chút này. Đấy. Ok, vâng, em bác nào chốt bộ này nhá thì alo ngay cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979891682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Vâng, em xin chào các bác.